Chào anh em, đây là chiếc HS Ý vừa được dọn mới tại đồ chơi CES Việt Nam. Địa chỉ số 1 số 2 đầu ngõ 109 Trường Chinh. Đây là chiếc HS Ý thứ N được dọn tại nhà mình. Chủ xe yêu cầu dọn theo phong cách zin của xe là màu đen bóng zin và vành bánh cũng màu zin. Thì bên mình đã sơn xi toàn bộ xe theo màu zin. Đèn pha và xi nhan và hậu đã được đánh lại là mới. Vành bánh được sơn theo màu zin GS ý đời 2007-2008. Mình sẽ quay các biển số xe làm tại nhà mình để biết cái lượng xe dọn nhà mình khá là nhiều. Thì ngoài ra bên mình đã sửa chữa lại, làm lại hệ thống đường nước của xe và là côn nồi của xe. Các bạn có nhu cầu dọn xe, tân trang xe có thể liên hệ hotline 0392607777. Đây là tiệm mình đang làm xe, đây công việc hàng ngày của tiệm. SH Việt thì bảo dưỡng xe và dán lại toàn bộ. SH Việt Nam làm côn, Vespa bổ máy làm máy, SH Ý này dọn mới. Xem Thái này dọn mới và cũng làm máy. Còn khuôn viên ở trên tầng 2, các bạn có thể là khách hàng có thể lên trên gác. Đây là khuôn viên trưng bày sản phẩm trên tầng 2 cho khách hàng ngồi.